Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm món khoai tây xào kiểu Hàn Quốc. Đây mình có hai củ khoai tây mình đã gọt vỏ sẵn để đây nè. Với kế bên là hành ba rô với lại hành tây mình cũng đã sắt ra. Bây giờ mình sẽ sắt khoai tây ra thành từ sợi nhỏ để mình chuẩn bị xào. Mình sẽ sắt tiếp củ còn lại. Nhà mình thì tại vì ít người nên mình chỉ cần có hai củ thôi, mình xào hai củ. Còn mọi người muốn ăn nhiều thì có thể sắt thêm. Mình thì mình sắt khoai tây rất là mỏng luôn để cho nó mau chín á. Tại vì lúc mình xào đó mình khoai tây mà mình xào lâu quá thì nó sẽ bị khô. Nên mình nên sắt mỏng để cho nó nhanh chín. Đây mình đã sắt xong hai củ khoai tây rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xào nha. Mình sẽ cho một ít dầu. Giờ đây mình có một chai dầu mè nữa, một lát mình sẽ bỏ vô xào. Bây giờ mình sẽ bỏ khoai tây vô để xào. Sau khi xào khoảng 2 phút thì mình sẽ bỏ hành với lại hành ba rô vào để xào chung để đừng có cho cái khoai tây nó khô á. Bây giờ thì mình sẽ bỏ hành vào để xào chung. Món này thì rất là dễ làm, với lại ăn cũng khá là ngon. Nhà mọi người có em bé nhỏ thì làm cái này thì rất là dễ ăn. Con mình thì rất thích ăn cái món này luôn. Vừa tốt cho sức khỏe lại dễ ăn nữa. Bây giờ mình sẽ nêm một ít muối nè, nửa muỗng muối. Với lại một tí bột ngọt. Và nửa muỗng đường. Bây giờ thì mình sẽ xào đều lên. Thì nêm xong thì mình sẽ xào khoảng 2-3 phút nữa, xong rồi mình sẽ bỏ dầu mè vào. Giờ mình sẽ cho khoảng 1 muỗng rưỡi dầu mè. Dầu mè thì khi nào cái khoai tây nó gần chín đó mình mới bỏ vào. Giờ mình sẽ trộn đều lên.
Giờ mọi người chỉ cần xào cho tới khi nó khoai tây nó chín xong rồi mình sẽ bỏ một ít ít mè vào và sẽ xong một món khoai tây xào rất là dễ làm. Đây bây giờ mình sẽ cho dầu mè vào. Mình cho mè chứ. Mình sẽ cho mè vào. Bây giờ trộn đều ra nữa, mình sẽ bỏ ra dĩa nữa là có thể ăn được. Cái này là mình chuẩn bị cho bữa sáng của gia đình mình đó. Đây, bây giờ mình sẽ cho cái dĩa. Đây, thành quả của mình, món khoai tây xào của mình đã xong rồi đây. Nhìn cũng khá là ngon nha. Chúc mọi người thành công. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Nếu thích thì hãy nhớ đăng bấm like và đăng ký để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn mọi người.